Các em học sinh thân mến, trong video hôm nay chúng ta tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều qua sách và bài tập bài 17 khám phá thế giới bài đọc 1 chẳng phải chuyện đùa. Để theo dõi toàn bộ video về và bài tập tiếng Việt lớp 4 sách cánh diều của kênh Thành Đô Vlog, các em có thể tìm kiếm với từ khóa và bài tập tiếng Việt 4 cánh diều Thành Đô Vlog. Bài tập số 1 câu E Câu thơ sau nói đến sự vật nào, gạch dưới từ ngữ phù hợp. Cái chai không đầu mà sao có cổ. Trước khi trả lời câu hỏi này, mời các em chúng ta cùng nghe bài đọc. Chẳng phải chuyện đùa, lặng lặng mà nghe những lời tôi đặt toàn là chuyện thật, chẳng phải đùa đâu. Cái chai không đầu mà sao có cổ, bảo rằng ngọn gió thì gốc ở đâu? Răng của chiếc cào làm sao nhai được, mũi thuyền rẽ nước thì người cái gì, cái ấm không nghe sao tai lại mọc, ở trong chiếc bút lại có ruột gà, có mắt đâu mà quả na biết mờ. Chân bàn chân tủ chẳng bước bao giờ, gọi là bánh xe mà không ăn được, gọi là cây bút sao chẳng thấy cành, bàn chân chúng mình mọc ra mắt cá. Chiếc hoa gọng vó Chẳng mắc lưới vào, chẳng phải đùa đâu, toàn là chuyện thật, những lời tôi đặt, lặng lặng mà nghe, tác giả Quang Huy. Chú thích và giải nghĩa hoa gọng vó, một loài hoa có khả năng bắt côn trùng để làm thức ăn. Dựa vào nội dung bài đọc, em suy nghĩ và trả lời các câu hỏi sau. Câu 1. A. À, câu thơ sau nói đến sự vật nào gạch dưới từ ngữ phù hợp. Cái chai không đầu mà sao có cổ. À, câu thơ này nó đến sự vật là cây chai. Người ta thường gọi phần trên của cái chai là cổ chai. Cái chai không đầu mà sao có cổ. Bài 2. Tác giả còn phát hiện những điều gì lạ ở tên các sự vật khác. Các em nói đúng. Không có gốc gió, nhưng lại có ngọn gió. Không có gốc mà lại có ngọn. Chiếc cào có răng, nhưng răng không dùng để nhai. Con thuyền có mũi nhưng mũi không ngửi được. Chiếc ấm có tai nhưng tai không dùng để nghe được. Chiếc bút không phải con gà nhưng trong bút lại có ruột gà. Quả na không có mắt nhưng khi na chín gọi là mở mắt. Cái bàn cái tủ có chân nhưng chân không bước được gọi là bánh xe nhưng bánh không ăn được. Gọi là hoa gọng vó nhưng không mắc lưới vào để bắt cá. Mắt cá nhưng lại ở trên chân người. Gọi là cây bút nhưng cây lại không có cành nào. Bài tập số 3, em thích câu thơ đoạn thơ nào nhất vì sao? À thầy giáo ví dụ em thích câu thơ là Bàn chân chúng mình mọc ra mất cá. Bởi vì sao? Bởi vì đây là cách gọi bộ phận của con người rất là thú vị. Bài tập số 4, em viết tên một vài sự vật khác có tên gọi lạ như trong bài thơ. Rồi, thầy giáo ví dụ như là lưỡi dao, đúng không? Con lưỡi mà không có mồm, lưỡi dao. Mắt bão, đầu sóng, đầu sóng ngọn gió chân trời cánh diều rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp chúc các em học tốt